đều phải tự bước đi và con đường không bao giờ mà được trải qua hồng hết đó. Bản thân con có yêu thích hay không thì để sau này các con tự quyết định và cho mình một cái hướng đi. Cái thử thách khó nhất là cái bóng. Thì cái bóng ở đây là cái bóng của ông bà cha mẹ, của các cô chú, ông bà, các dì, và cái bóng của bản thân. Rất vui được gặp lại quý bạn đọc trong tập 2 của chương trình. Kính thưa quý vị, Minh Tơ và Huỳnh Long là hai gia tộc cải lương đã có sự truyền nối thế hệ qua nhiều đời. Một nghề truyền lưu sẽ là câu chuyện mà chúng ta được cùng lắng nghe chia sẻ ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Nghệ sĩ Bình Tinh thuộc thế hệ thứ 3 của gia tộc Huỳnh Long, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Minh Tơ và nghệ sĩ Trẻ Hồng Quyên là con gái của nghệ sĩ ưu tú Tú Sương thuộc thế hệ thứ 6 của gia tộc Minh Tơ. Dạ quân. Dạ quân. Cao lên nữa. Dạ quân. Dạ quân. Tiếp. Nội tổ ơi, hai ba. Nội tổ ơi, hùm giữ trên non ăn thịt con bao nữa. Cha con đã cúi đầu run sợ, nội tổ thương xin mở lượng khoan hồng. Hai ba, cao lên. Cha con đã cúi đầu run sợ, nội tổ thương mở lượng khoan hồng. Thảm trạng xảy ra con quá đau lòng. Hai ba. Thảm trạng xảy ra con quá đau lòng. Mới mở mắt chào đời phải xa cha lìa mẹ. Nội tổ đừng để trẻ chịu buồn đau. Hai ba. Nội tổ đừng để trẻ chịu buồn đau. 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 Ừ, con ca con phải nghe cái cảm âm, tức là khi mà mình ca cải lương á là mình phải cái giọng mình phải bốc cao, và khi mình ca mình phải nghe cái dây đờn. Khi con ca lưng lửng á là con sẽ bị chinh cái dây đờn. Con hiểu không? Giờ tiếp lên là cái gì ạ? Cha đã biết lỗi rồi đâu dám hở môi. Hài bà. Cha đã biết lỗi rồi. Mất dẫn ra. Cha đã biết lỗi rồi đâu dám hở môi. Trẻ xin thay cha. Trẻ xin thay cha chịu đánh đòn răng dài. Con cầu xin hài bà. Con cầu mong đừng làm cho máu cháy. Lỡ một lần thôi ông nội hái thương tình. Đúng rồi. Con diễn được 3 tuần. Con diễn vai hoàng tử. Rồi con diễn vai Lâm Nhi. Rồi con diễn vai 12 con giáp. Con có coi mẹ con diễn. Thì hồi đó con thấy mẹ con diễn hay nên con muốn diễn theo mẹ. Con cũng muốn làm nghệ sĩ như mẹ. Vâng, quý bạn đọc vừa được xem những hình ảnh rất dễ thương khi nghệ sĩ Bình Tinh dạy cho con gái Bella thể hiện vai hoàng tử trong vở Sự Án Phi Giao. Và đây cũng là một trong những nhân vật ấn tượng đầu đời của nghệ sĩ Bình Tinh từ hơn 30 năm trước. Vâng, xin được chào nghệ sĩ Bình Tinh. Tiểu Quyên thật sự rất là ấn tượng khi mà Bella vẫn còn rất nhỏ nhưng mà đã có một cái kỹ năng ca diễn rất là xuất sắc. Thì không biết là câu chuyện tập luyện của chị đối với bé trong vai diễn này cũng như là câu chuyện truyền nghề cho bé dành cho sân khấu cải lương thì như thế nào ạ? Dạ, Bình Tinh xin chào Quyên cũng như là xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Đối với bé Bella thì thật sự là Tinh cũng không cho con tham gia nghệ thuật nhiều. Cho nên là lâu lâu thì có một cái vai diễn trong đoàn thì Tinh mới cho bé tham gia. Và nhất là những vai diễn đó lại là cái vai diễn mà kỷ niệm của Bình Tinh nữa. Dạ, ngày hôm nay thì Tinh vui lắm. Tại vì kế bên Tinh còn có một cái người bạn có thể gọi là tri kỷ từ nhỏ tới lớn với Tinh luôn. Hai đứa cùng hát, cùng lớn, cùng trưởng thành và bây giờ cùng già với nhau. Rồi cộng thêm là có đứa con gái. Hai gia đình thì cũng như là một vậy đó. Và bản thân Tinh cũng như là bản thân Thảo, cũng như là tất cả các anh chị lớn, các ông bà, cô bác trong hai gia đình đều coi như là yêu thương và hầu như là dạy dỗ cho tất cả các con cháu. Và bản thân Tinh và Thảo thì bây giờ là coi như là hạnh phúc khi mà nhìn thấy các con nó trưởng thành và có những đứa nó theo nghề của mình. Rồi cũng có những bé là nó sẽ có những cái suy nghĩ riêng và những cái hướng đi riêng. Và bé Bella thì
Tinh cũng không biết là khẳng định là bé có theo nghề của Tinh không nữa. Hiện tại bây giờ thì có thể dạy dỗ cho bé được những vai diễn kỷ niệm của mình thì đó cũng là niềm hạnh phúc của mình Tinh rồi. Và tập cho con thì cực hơn. Là tại vì là chính vì Tinh ít khi cho con đi theo mẹ đi diễn, rồi cũng như là ít khi cho con tham gia nghệ thuật nhiều, cho nên là con nó hầu như là nó không có chuyên ca hát về vấn đề nghệ thuật, cho nên là cái cảm âm của con rồi những cái tiếp xúc văn từ của con á, nó yếu hơn tất cả các chắc có lẽ là yếu hơn Bình Tinh lúc trước. Tinh lúc trước thì tại vì là hầu như ăn cũng ở cánh gà, ngủ cũng ở cánh gà với ba mẹ, cho nên là Tinh cảm thụ được nhiều hơn đối với bé Bella. Với lại bây giờ Tinh cũng muốn con là phải hướng về vấn đề học vấn nhiều hơn, cho nên cái đó nó cũng chiếm mất rất là nhiều thời gian cũng như là sự tập trung của con. Nhưng cũng may mắn là chắc có lẽ là cũng có dòng máu của mẹ, cũng là từ trong bụng mẹ là cũng nghe lóc cóc lẻn kẻn rồi, cho nên là dạy cho con thì nó cũng dạ mới đầu thì con chưa cảm nhận, nhưng khi con đã cảm nhận rồi thì con cảm nhận rất là sâu sắc. Thật sự cũng là cảm giác của con nhà nòi đúng không ạ? Nếu không thì một em bé 8 tuổi cũng thực ra cũng rất khó để mà có thể ca diễn cải lương và tự tin trên sân khấu. Khi mà nghe nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ thì Tiểu Uyên cũng rất muốn hỏi chị Lê Thanh Thảo là câu chuyện chia sẻ tình yêu sân khấu đối với con gái chị là bé Thảo Trâm, cũng là một trong những gương mặt nghệ sĩ nhí nổi tiếng của sân khấu hôm nay, như thế nào ạ? Dạ Thảo xin chào Uyên cũng như quý vị khán giả đang xem đài. Cũng như Bella và Thảo Trâm cũng là một đứa con ở sinh ra trong nhà nội, thì một cái áp lực cũng rất là lớn khi mà dạy và diễn những cái vũ đạo hoặc là những cái hình thức mà để cho các con ca âm điệu theo những cái bài bản rất là khó bên cải lương. Thì cũng may mắn là khi mà dạy con á thì con cái âm con nó học cũng mau lẹ, và cái vũ đạo á thì nhiều khi nó cũng quật quạc, nhưng mà mình cố gắng mình luyện tập cho con, giống như hồi xưa mình được thầy Bạch Long mình chỉ dạy những cái cơ bản, những cái bộ tịch lúc đầu thì mình cũng dạy cho con những cái cơ bản đó, và sau đó là những cái điệu bộ trong cái vở tuồng mình đang diễn hạ, giống như là lúc đầu tiên á thì bé Thảo Trâm được diễn cái vai của Thảo là Na Tra, cũng như Tinh là Bella diễn vai Hoàng Tử đó, thì mình truyền trao những gì mà mình biết và kinh nghiệm của mình truyền cho con, những cái gì mà con làm được hay không làm được thì mình thấy cái điểm yếu của con ở đâu và cái ưu điểm của con ở đâu thì mình cố gắng chỉ dạy cho con. Và cũng may mắn là Thảo Trâm cũng hát được và vũ đạo cũng được, mình cũng cảm thấy là mình có cái gì đó lúc mà nhỏ của mình rất là vui. Nhưng mà cái đó là mình nhìn lại cái tấm gương của mình hoặc là cái những cái gia diễn của mình hồi xưa. Dạ, nghe hai bà mẹ chia sẻ và ở đây có một gương mặt nhí từng trưởng thành khi mà được mẹ là nghệ sĩ ưu tú Tú Sương truyền dạy, thì không biết là em Hồng Quyên khi nghe nghệ sĩ Bình Tinh, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo cũng là những người thân thuộc của mình, thì em có nhớ gì về ký ức tuổi thơ được mẹ truyền dạy không ạ? Khi được nghe hai má chia sẻ thì Quyên cũng có nhớ những kỷ niệm mà mẹ đã truyền nghề cho mình, vì là gia đình đã theo cái nghệ thuật truyền thống khá là lâu rồi, nên là cái cách mẹ dạy cho Quyên cũng khá là nghiêm túc và áp lực. Và Quyên nhớ nhất là cái vai diễn vai diễn Tiết Ứng Luôn trong trong vở Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ. Quyên được diễn chung với lại mẹ với chị hai, thì mẹ bản thân Quyên thì từ nhỏ là mẹ đã rất áp lực, nên là Quyên cũng dần quen với cái điều đó. Mà nhưng mà đó là lần đầu tiên mà chị hai, khi mà diễn được chung với lại chị hai với cả mẹ thì mẹ áp lực rất là nhiều. Sao phải kể chị hai áp lực như thế nào? Chim Ba Tình là Ba Tình cũng cảm nhận. Bản thân hồi nhỏ khi mà được mẹ dạy thì lúc nào đa phần lúc nào cũng khóc nhẹ ở trên sân khấu, tại vì mẹ áp lực quá là Quyên cũng bị áp lực theo. Còn lúc mà khi mà có chị hai rồi thì bản thân mình phải mạnh mẽ hơn để chia sẻ cái áp lực đó với chị. Thì chị đó là chị hai là lần đó là cũng là lần đầu tiên mà mẹ áp lực với hai nhiều vậy, thì thấy chị hai bị mẹ la hay là như thế nào đó thì lúc đó bản thân mình gồng rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng ba mẹ con ôm nhau khóc. Dạ, thì cái đó là cái kỷ niệm nghĩ là đặc biệt nhất từ từ đó tới bây giờ.
Dạ. Dạ, có lẽ là cái sự khắc nghiệt hay là áp lực cũng đều là muốn cho vai diễn của các bé tốt hơn thôi. Dạ, thì rồi. Hai từ áp lực mà Hồng Quyên vừa chia sẻ làm Tiểu Quyên nhớ là thời xưa khi mà chị Bình Tinh cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng được rèn dạy, thì áp lực của chị thời đó như thế nào ạ? Dạ, những cái gì mà Hồng Quyên chia sẻ là hình như Bình Tinh với Thảo cảm nhận gì vì tại vì là các con á, trong cái thời điểm này, hiện tại này á, các con còn đỡ hơn mẹ Út với má Tinh nhiều lắm. Tại vì lúc mà ba mẹ dạy từ hồi nhỏ đó thì bản thân Tinh thì không có được ba mẹ dạy nhiều, mà ba mẹ cứ quăng ra cho các ông bà cô chú dạy. Mà khi mà mỗi lần mà được ba mẹ dạy thì ôi thôi rất là hạnh phúc, nhưng mà song song đó là hầu như không có buổi tập nào mà không có nước mắt. Tức là mẹ la rồi dạ mẹ tập mà mẹ la riết cái bắt đầu bị rối á. Và càng làm là càng bị rối, và càng bị la nữa là càng rối hơn nữa. Dạ, đúng rồi, không biết mình đang làm cái gì. Và cứ không làm vừa lòng mẹ thì bắt đầu cái mình tự trách mình, và thậm chí là vừa sợ mẹ mà vừa tự trách mình nữa. Rồi xong rồi bắt đầu là khóc, rồi cái mẹ thấy vậy mẹ cũng khóc, mẹ cũng chảy nước mắt luôn. Đó, rồi từ những cái đó riết rồi bản thân mình lại được sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ, của ba, của các cô chú, rồi mình lại đã quen với cái điều đó, và bắt đầu tới khi lên sàn tập mình lại áp dụng qua tới các con, các cháu. mình cũng nhiều khi Thảo không biết Thảo có cái cảm giác đó không, chứ Tinh đó là Tinh cũng dặn lòng Tinh là khoan nha, khoan la các con nhiều, mình từ từ giống như Bella hôm bữa cũng vậy, tập cái tuồng ngủ biến báo phù cù á Thảo. Vì Tinh nói, mình nói mà giống như là Tinh nói mà con chưa có hiểu được á, xong bắt đầu Tinh cảm thấy là Tinh bắt đầu Tinh căng lên á, xong rồi bắt đầu quấy đứng quấy khóc ngon lành nữa. Đối với lại con nhà nội á, ra mang cái một cái danh con nhà nội rất là khổ. Tại vì người ai cũng nghĩ là, trong đồng nghiệp cũng nghĩ, hoặc là quý vị khán giả cũng nghĩ là con nhà nội là phải lúc nào cũng phải giỏi, lúc nào cũng phải biết. Cái đó là mình vừa bị áp lực mà mình, tại vì á, nhiều khi một cái vai diễn mình không được học thì làm sao mình biết làm. Mình phải được học và mình được trao dồi ngay những cái vai diễn, ngay lúc đó mình mới biết được cái vũ đạo, hoặc là những cái bài hát ngay cái thời điểm đó, cái bài đó, chứ không phải là nói cái là con nhà nội sẽ biết làm liền. Dạ. Tiểu Quyên đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của Hồng Quyên và nghệ sĩ Bình Tinh khi mà nói về áp lực khi mình còn là một diễn viên nhí và được rèn nghề rất là khắc nghiệt. Thì không biết là thời điểm này chị Bình Tinh còn nhớ một trong những vai diễn mà mình bị la nhiều nhất hoặc là khóc nhiều nhất khi mình còn là một nghệ sĩ nhí nổi bật của sân khấu cải lương thời đó không ạ? Nếu mà phải nói mà bị la bị khóc á, thì hầu như là dạ hình như là tuồng nào cũng bị la bị khóc hết trơn. Dạ, tại vì đối với bản thân Bình Tinh với Thảo thì từ nhỏ đã được tôi rèn trong hai chữ là con nhà nội, mà ba chữ, cho nên là cả hai đứa cùng tham gia rất là nhiều vở tuồng hồi bé luôn. Cái vở tuồng Long Lân Quy Phụng là có lẽ là có thể lấy nước mắt của Tinh với Thảo nhiều nhất luôn, là tại vì cái vở tuồng đó là một vở tuồng đã gây ấn tượng cho tới thậm chí thời điểm ngày hôm nay luôn. Và hai vai diễn của Tinh với Thảo là hai vai diễn rất là nặng ký trong vở tuồng đó. Tinh diễn cái vai đó là nó có những cái động tác vũ đạo rất là nặng nề, thì bị tía Bạch Long la, và mỗi lần mà mình làm không được, nhưng mà trong những cái sự mà lo lắng, những cái sự mà giận dỗi đó làm cho mình Tinh cảm giác là đến bây giờ thì mình lại thèm khát được những cái giây phút đó lắm, là tại vì thương lắm, dạ yêu lắm tất cả các cháu, các con của mình, các đệ tử của mình, thì mới có những cái sự mà phải nói là la và giận dữ như vậy, vì các con cháu không có làm được trọn vẹn theo cái ý mình mong muốn. Dạ, và Bình Tinh trân trọng những cái điều đó, và đến thời điểm ngày hôm nay mỗi lần lên tập tuồng thì bây giờ thì Tinh với Thảo đi ít khi nào bị thầy la như hồi trước, là tại vì dạ giống như là bây giờ các con cháu nó đã trưởng thành rồi, thì Tinh mỗi lần tập với Thảo mới đi nào cũng cứ nói sao không la con đi, sao tía không la con muốn tía la con mà, xong rồi cứ cười, nhưng mà nghĩ đến á, thì những cái kỷ niệm đó sẽ là những cái kỷ niệm mà đi theo Bình Tinh suốt cả cuộc đời luôn. Và Tinh mong muốn là lúc nào cũng được la, được dạy, được chỉ, vì
đó là những cái điều mà Tinh cảm nhận là mình sẽ còn mãi những cái tình yêu thương. Dạ, chị Bình Tinh vừa nhắc đến vở Long Lân Quy Phụng và có sự tham gia của chị Lê Thanh Thảo nữa. Dạ. Chị không biết là ký ức của chị về vai diễn này đặc biệt là áp lực như thế nào ạ? Dạ, áp lực trong vở Long Lân Quy Phụng thì cũng có đó, tại vì hát mỗi lần hát tới là khóc, mỗi lần hát tới là khóc, tại vì nước mắt mình rất là lẹ, tại vì cái cảnh mà giết cha đó, mình ra mình cán thì chưa có nói và nói hoặc nhiều cái gì mà bắt đầu rớt nước mắt là ca không nổi rồi, là bị la cái trời ơi chưa cái gì hết mà khóc rồi là mà sao ca phải nén lại chứ, đó là mình như vậy đó, gặp toàn là nghệ sĩ mít ướt không à, đụng tới là khóc. Dạ, trong mạch ký ức về tuổi thơ thì cũng rất muốn nghe Hồng Nguyên chia sẻ về những năm tháng mà em còn rất nhỏ đó, thì lúc đó những vai diễn của mẹ cũng như là sân khấu đã có ảnh hưởng như thế nào cho em trong quá trình trưởng thành cũng như là lựa chọn tiếp bước với sân khấu cải lương? Dạ, khi mà nhắc lại thì Nguyên nhớ là khi mà còn nhỏ thì đã được xem mẹ đi diễn, được đi theo mẹ xem mẹ diễn rất là nhiều và ở rất là nhiều nơi, nhưng mà nhớ nhất là những cái lúc mà ở trong cánh gà ngồi hậu đài với lại má Bích để ngồi nhắc tuồng cho mẹ thì rồi nhớ được những cô dì chú bác, các má, ông bà mặc đồ rất là đẹp, rất là lộng lẫy và thích ánh đèn sân khấu. Đó, em nhớ là em đi theo mẹ nhiều lắm, nhưng mà đa phần là ở trong cánh gà, ở trong hậu đài để xem các má các mẹ chuẩn bị hóa trang. Thì lúc nào ở bên ngoài thì thấy các má các mẹ rất là lộng lẫy, nhưng mà bên trong thì rất là áp lực, lúc nào mẹ cũng đưa cái này cái kia thì nhớ được những cái ở trong hậu đài là nhiều nhất. Thưa quý vị, một trong những gương mặt nghệ sĩ nhí nổi bật của sân khấu cải lương hôm nay còn có bé Thảo Trâm, con gái của nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Và để thay đổi không khí chương trình, mời quý vị cùng đến với tiết mục kết hợp rất đặc biệt giữa nghệ sĩ trẻ Hồng Quyên và nghệ sĩ nhí Thảo Trâm với bài hát Em Yêu Làn Điệu Quê Hương, một sáng tác của tác giả Phạm Văn Đằng và tiếng đàn của nhạc sĩ Hoàng Hiệu. Hồ sự công xê sang hồ, hồ sự công xê sang hồ, ngũ âm cung điệu gian lừng nơi nơi, làm cho tim ta sao xuyến, tiếng hát câu ca, tình quê thiết tha sâu nặng, tiếng ta lòng vẫn hoài dương dấn. Lòng không phai, mong mai này em được theo nghề đi khắp miền xa gần chân quê mẹ, mang theo tiếng hát lời ca dâng tặng gắm qua cho đời. Ngày này hỡi ơi các bạn, chúng ta cùng sở thích đam mê với đam mê diễn tuồng ca, đam mê âm nhạc quê nhà, thì chúng ta hãy luôn luôn là bông hoa đẹp tỏa sắc xinh tươi trong vườn hoa nghệ thuật lung linh, tỏa hương cùng màu hoa tươi thắm, điểm tô muôn màu yêu thương. Cảm ơn Thảo Trâm, cảm ơn Hồng Quyên và cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Hiệu. Nhưng mà ngày hôm nay có mặt Thảo Trâm thì cô Quyên cũng rất muốn hỏi con là để có một giọng hát ngọt ngào và sự biểu diễn thuần thục như ngày hôm nay thì câu chuyện mà được mẹ dạy trong gia đình như thế nào? Con xin chào cô và tất cả mọi người. Để con hát được như vậy thì cô phải trải qua rất là nhiều dạy dỗ của mẹ. Mẹ dạy ngày nào cũng dạy cho con và mẹ chỉnh sửa rất là nhiều, có đôi lúc có la và có khóc như chị Hồng Quyên đã từng chia sẻ không, hay không? Chồng cứng hơn, mạnh mẽ hơn đúng không? Dạ. Con ít khóc nhưng mà ba mẹ có la và
la nhưng mà cũng rất là yêu thương và muốn cho Thảo Trâm biểu diễn tốt hơn, kỹ năng diễn tốt hơn đúng không? Thì tất cả những điều mà những năm tháng tuổi thơ chúng ta có, dù là ba mẹ có la đi nữa thì thật ra cũng là rất là yêu thương thôi. Cô Quyên cũng chúc cho Thảo Trâm và Hồng Quyên luôn có một tương lai tươi sáng và luôn dành tình yêu cho sân khấu cải lương nhé. Cảm ơn Thảo Trâm đã có sự tham gia chia sẻ ngày hôm nay cùng với chương trình. Ngoài cái nôi gia đình nuôi dưỡng tài năng của những con nhà nòi, thì nhiều năm qua khán giả mộ điệu vẫn nhớ đến đồng ấu Bạch Long như là mô hình hiệu quả bậc nhất trong việc đào tạo thế hệ kế thừa cho sân khấu cải lương. Ra đời vào những năm 1990 của thế kỷ 20, đồng ấu Bạch Long là đoàn hát đặc biệt do nghệ sĩ Bạch Long thành lập, quy tụ nhiều con em trong giới nghệ sĩ và các em thiếu nhi có năng khiếu cải lương tham gia biểu diễn, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, cả khán giả trẻ em lẫn người lớn trong một thời gian dài. Đã có khoảng hơn 100 bạn nhỏ được truyền nghề từ đồng ấu Bạch Long. Nhiều người đã trở thành ngôi sao trụ cột của sân khấu cải lương hiện nay như Vũ Luân, Tú Sương, Quế Trân, Thi Trang, Trinh Trinh, Bình Tinh, Lê Thanh Thảo. Năm 2022, thương hiệu đồng ấu Bạch Long trở lại trong niềm hân hoan của người hâm mộ, bắt đầu đưa cải lương thiếu nhi trở lại và dần phát triển lên sân khấu cải lương cho người lớn. Nghệ sĩ Bạch Long mong muốn chia sẻ mọi vốn nghề, động viên các bạn trẻ chung tay giữ gìn những chuẩn mực của cải lương tuồng cổ, cũng như tiếp tục nuôi dưỡng lớp nghệ sĩ lẫn khán giả kế thừa cho sân khấu cải lương. Đồng ấu Bạch Long là hạng mục sáng nhất, sẽ có những vở tiếp theo, ví dụ như là Cốc Chuyện Trời, rồi Hầu Nhi Cứu Chủ, rồi Lâm Lâm Vi Phụng, rồi sau đó sẽ có những cái vở nói về nghệ sĩ Việt Nam. Ví dụ như Bạch Long sẽ có cái chương trình là mang tên là chủ đề là Ngọc Sáng Thời Nam, thì sẽ nói về những vị anh hùng lịch sử Việt Nam mình, ví dụ Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, Ngọc Hân Công Chúa, Thủ tướng Bùi Thị Xuân, Trương Lưu Dương. Thành lập cái nhóm đồng ấu Bạch Long là để gì? Biết chi là để có khán giả kế thừa cho bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Tại vì nếu mà không có khán giả nhỏ nhỏ thì các em, các cháu sau này lớn lên không biết cải lương tuồng cổ là cái gì hết. Thứ hai là để chuyên nghề, chuyên cái bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ của dòng họ Vĩnh Xuân, Bảo Thắng, Minh Tơ, Cánh Hồng, Minh Tơ, Thanh Đồng, Thành Tôn. Đó, thành thử ra khi mình làm được thì cái nỗi vui là mình kéo luôn cái học trò cũ của mình, rất là tiếp sức, tiếp lửa cho các thế hệ trẻ sau này đang học tuồng cổ. Dĩ nhiên, sân khấu đồng ấu Bạch Long hiện nay đã khác với thời kỳ Hoàng Kim, thì hiếu khán giả cũng không còn như xưa, nhưng nỗ lực của nghệ sĩ Bạch Long và các học trò vẫn rất đáng trân trọng và truyền cảm hứng cho những người đang miệt mài giữ lửa cho sân khấu cải lương. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, khi mà nói về công tác đào tạo thế hệ kế thừa, đặc biệt là các nghệ sĩ nhí, thì chị Bình Tinh nghĩ rằng là những điều mà chúng ta có thể làm, nên làm và làm được trong điều kiện tình hình sân khấu ngày hôm nay là gì? Bây giờ thì trong tình hình sân khấu bây giờ thì cái cơ hội mà để mà được trao dồi nghề nghiệp cũng giống như là sáng đèn thường xuyên á thì rất là hiếm. Cho nên là khi mà nhìn thấy các con mà vẫn yêu thương và vẫn đam mê theo cái bộ môn sân khấu cải lương của gia đình á, Tinh với Thảo chạnh lòng lắm. Tại vì hồi xưa thì Tinh với Thảo cực khổ thì có, nhưng mà có cách là được hát hoài luôn. Rồi Tinh với Thảo có nhiều cơ hội để gần gũi các ông bà cô chú, để được sự dạy dỗ cũng như là trao luyện nghề nghiệp thường xuyên. Còn bây giờ thì mỗi một vở tuồng tập rất là cực, đầu tư kinh phí rất là nhiều, nhưng mà chỉ diễn được 1 đến 2 suất là hầu như là hết mức rồi. Nhưng mà cái điều đó cũng không có cản trở được sự đam mê và sự nhiệt huyết yêu nghề, không chỉ là ông bà cha mẹ và tất cả Tinh và Thảo cũng như các anh chị và bây giờ đến các con nữa. Khi từ hồi nãy giờ quý vị cũng nhìn thấy qua sự giao lưu của Hồng Quyên mà cũng như là Thảo Trâm, thì nhìn vào ánh mắt của con á, mình Tinh cảm nhận là các con nó rất là ngưỡng mộ cái nghề mà của ông bà cha mẹ, và cũng như là nó rất là thích và nó rất là đam mê. Và mình Tinh chỉ mong sao là sân khấu cải lương sẽ có được nhiều sự ủng hộ của tất cả các ngành về mọi phía, để cho những lớp kế thừa sẽ có nhiều điều kiện để phát huy và bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam. Dạ, phát huy và bảo tồn là trách nhiệm của người lớn, nhưng mà ở góc độ của một nghệ sĩ nhí thì Hồng Quyên nghĩ rằng đối với một gương mặt nhí, điều gì là áp lực và thách thức lớn nhất mà các bé thường phải đối diện và vượt qua? Dạ thì theo Quyên thì Quyên nghĩ cái thử thách khó nhất là cái bóng.
Thì cái bóng ở đây là cái bóng của ông bà cha mẹ, của các cô chú, ông bà, các dì, và cái bóng của bản thân ở lúc nhỏ. Dạ thì Nguyên nghĩ các bạn phải thật sự đam mê, xác định được đam mê của mình và nỗ lực học hỏi, sáng tạo thêm và nhiệt huyết hơn. Và song song đó thì cái Nguyên nghĩ quan trọng nữa là phải giữ đạo đức trong nghề nghiệp, cũng giống như là đối với tiền bối đi trước và đồng nghiệp và cả hậu bối theo sau nữa. Dạ, cái đó là cái đạo đức là nghĩ là khó nhất. Cái bóng cũng là một áp lực rất lớn đối với các nghệ sĩ từ khi còn rất nhỏ, đúng không? Dạ, thì nhân chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Quyên thì Tiểu Quyên cũng rất muốn hỏi nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, đó là chị đã vượt qua áp lực cái bóng như thế nào và những điều đó có ý nghĩa gì đối với các gương mặt nhí ngày hôm nay như một chia sẻ của người đi trước ạ? Dạ, cái bóng của gia đình nói chung là quá lớn và một cái áp lực cũng giống như Thảo và Tinh. Ông bà cha mẹ cũng như là các cô chú và thế hệ sau cũng như là thế hệ anh chị của Thảo đời thứ năm, các anh chị cũng nổi tiếng và định hình cho mình một cái bước đi riêng cũng như là một cái danh hiệu riêng. Cái đó cũng là một cái vinh dự cho mình khi mà nằm trong gia tộc của đại gia đình của mình, và một cái nỗi lo và càng ngày mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa để thoát ra khỏi cái bóng đó. Mình rất là hạnh phúc đó khi có gia đình mình kế bên, nhưng mà một điều mà mình muốn hơn nữa là khán giả yêu thương mình, đó là mình, chứ không phải là nhờ sự cái bóng của gia đình mình mới là có mình hôm nay. Và Bình Tinh cũng muốn chia sẻ là mọi người đừng thấy là con nhà nòi là sung sướng. Dạ không có sung sướng tí nào đâu. Dạ tất cả mọi thứ các anh chị cũng như là Tinh và Thảo đều phải cố gắng đi bằng chính đôi chân của mình. Vì ông bà cha mẹ để lại cho tất cả tụi Tinh á, cái nghề, sự dạy dỗ, cái niềm đam mê, và ngoại trừ cái đó ra là tất cả đều phải tự bước đi, và con đường không bao giờ mà được trải qua hồng hết á. Anh cả tất cả tụi Tinh đều gặp rất là nhiều chông gai trong nghề nghiệp, nhưng mà vì một cái niềm đam mê và một cái chung của cả hai bên gia đình là phải bảo tồn văn hóa nghệ thuật và sân khấu cải lương nói chung và sân khấu cải lương tuồng cổ nói riêng nữa. Cho nên là tụi Tinh phải luôn cố gắng và là cái gương cho các con sau này nữa. Nhưng mà Tiểu Quyên luôn nghĩ rằng bất kỳ điều gì khi mà chúng ta vượt qua rất nhiều áp lực, rất nhiều khó khăn, thử thách thì cái thành quả lại càng thêm một cái cảm giác rất là ngọt ngào, đúng không ạ? Một câu hỏi cuối dành cho nghệ sĩ Bình Tinh, đó là những gì mà chị từng được học, được rèn dạy từ gia tộc, gia đình mình từ khi còn nhỏ, có thể chia sẻ để có thể dành cho thế hệ truyền nối ngày hôm nay những bài học, những giá trị kinh nghiệm để họ có thể tiếp tục tự tin và tiếp bước trên sân khấu cải lương ngày hôm nay, được không ạ? Linh hạnh phúc và vui vì Hồng Quyên đã nói được một cái câu nói là đối với người nghệ sĩ, đạo đức là một cái điều quan trọng, và ông bà cha mẹ của tụi Tinh đều dạy rất là kỹ điều đó. Con ơi, một người nghệ sĩ nếu như có tài mà không có đức thì cũng không thể nào có thể vươn lên và không có thể nào mà có được một cái chỗ đứng, một vị trí quan trọng trong cái nghề nghiệp của mình. Cho nên các con đã hiểu được cái điều đó là một cái sự an tâm của các ông bà, cô chú của hai gia đình cũng như là của Tinh và Thảo. Và tất cả những cái gì mà hai gia đình, các bậc tiền bối đã dạy dỗ thì bản thân các anh chị và cả Tinh và Thảo sẽ luôn ghi nhớ và sẽ hết sức truyền dạy lại cho các con. Và không những các con trong gia đình mà tất cả các bạn trẻ yêu sân khấu cải lương, nếu như các bạn thật lòng yêu bộ môn nghệ thuật cải lương và tìm đến gia đình, hai gia đình cũng như là tìm đến Tinh và Thảo, thì Tinh với Thảo lúc nào cũng sẽ sẵn lòng chia sẻ và dạy dỗ các con như thế nào, cũng sẽ chia sẻ với các bạn để mà cảm ơn các bạn đã đến với cải lương và cũng như là cảm ơn các bạn đã chung tay để bảo tồn văn hóa cải lương. Tiểu Quyên thấy là các bé đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, nhưng mà chị Lê Thanh Thảo có nghĩ rằng là mình sẽ định hướng cho bé Thảo Trâm đi theo con đường nghệ thuật với sân khấu cải lương, hay là cho con một sự lựa chọn khác khi trưởng thành ạ? Dạ thưa, đối với cái nghề của gia đình Thảo thì khi mà có bé Thảo Trâm và cũng như là bé Thảo Trúc được cùng sánh bước trên cái con đường nghệ thuật của đại gia tộc thì rất là vui và mừng để có người kế thừa. Nhưng mà song song đó thì Thảo và anh Trung, cái quan trọng nhất là muốn con mình phải học vấn đầu tiên. Khi mà có học vấn cao
thì mình sau này mình có làm việc gì nữa hay là làm cái gì trong cái nghệ thuật nó cũng sẽ được tiến triển hơn và nó sẽ được suôn sẻ hơn. Tại vì cái quan trọng chính là việc học là phải quan trọng. Và song song đó thì các bé cũng đam mê cái bộ môn của gia tộc. Thì những lúc mà nghỉ hè hoặc là những lúc rảnh rỗi thì Thảo và anh Trung sẽ cho các con tham gia những cái chương trình của thiếu nhi hoặc là của chương trình nhà hát cải lương trường Hữu Trang, để cho các bé được cọ sát và học hỏi cái bộ môn nghệ thuật cải lương của đại gia tộc của mình. Còn định hướng hay không là Thảo không dám quyết định từ ngay lúc này. Tại vì bản thân con có yêu thích hay không thì để sau này các con tự quyết định và cho mình một cái hướng đi. Nhưng mà cũng mong là con sẽ tiếp nối theo cái nghề của gia tộc mình thì mình cảm thấy là hạnh phúc hơn nữa. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại tập 2 của chương trình với chủ đề Hành trình tiếp bước, đồng thời cũng đã khép lại chuỗi tọa đàm chủ đề cải lương hôm nay. Qua 5 số phát sóng, chương trình đã tạo diễn đàn để các nghệ sĩ có thể cùng chia sẻ về những vấn đề của cải lương hôm nay, hy vọng góp thêm tiếng nói, sự đồng cảm và sự cổ vũ tinh thần đoàn kết cho những người làm nghề sẽ cùng vượt qua những khó khăn thách thức, tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị của nghệ thuật truyền thống là sân khấu cải lương. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, Tiểu Quyên xin cảm ơn quý bạn đọc đã luôn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh.